Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân Lào Cai đã không ngừng phát triển lớn mạnh, trở thành lực lượng tiên phong trong phát triển và hội nhập kinh tế của Lào Cai. Không chỉ làm giàu cho bản thân, hầu hết các doanh nhân đều dành sự quan tâm chăm lo để đảm bảo an sinh xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua do Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh phát động bằng nhiều hình thức thiết thực, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, chuyên mục Đại đoàn kết do Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Lào Cai và Đài phát thanh truyền hình tỉnh phối hợp thực hiện sẽ đề cập tới những đóng góp tích cực của một số doanh nghiệp doanh nhân vào đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng tổng hợp Minh Đức là một trong những doanh nghiệp có bề dày sản xuất kinh doanh tại Lào Cai ngay từ những ngày đầu tái lập tỉnh. Bà Nguyễn Thị Minh Đức, chủ doanh nghiệp này, không chỉ được biết đến là một doanh nhân thành đạt, mà còn là người có nhiều đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai phát động. Xuất thân từ hai bàn tay trắng, trải qua bao sóng gió, thương trường, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Minh Đức đã xây dựng thành công một doanh nghiệp lớn có uy tín thương hiệu tại Lào Cai. Phương châm kinh doanh của đơn vị là luôn đề cao trách nhiệm vì cộng đồng, sản xuất kinh doanh song hành với hoạt động xã hội. Chính vì vậy, mỗi năm kể cả trong những thời điểm khó khăn, công ty vẫn luôn dành một khoản kinh phí để hỗ trợ, giúp đỡ làm mới một con đường vào thôn bản khó khăn, hỗ trợ các địa phương di chuyển dân cư ra khỏi vùng có nguy cơ thiên tai sạt lở, tích cực tham gia ủng hộ chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh, hưởng ứng chương trình Tết vì người nghèo, khởi xướng và duy trì nhiều năm qua nồi cháo tình thương hàng ngày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, hỗ trợ mổ tim cho trẻ bị bệnh tim bẩm sinh cùng nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo khác. Con số gần 7 tỷ đồng dành cho các hoạt động ủng hộ từ thiện nhân đạo tính từ năm 2011 đến nay cho thấy cái tâm, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của doanh nghiệp Minh Đức dành cho cộng đồng. Tôi thì về những cái việc mà đóng góp ủng hộ cho những người nghèo và cho bà con những vùng khó khăn thì cái này, cái hoạt động này của chúng tôi là xuyên suốt. Từ cán bộ công nhân viên đến lãnh đạo và các phòng ban và các tổ chức của công ty đều là thấy cái điều đó là một cái điều mà rất cần thiết để đóng góp, ủng hộ, nâng cao đời sống của an sinh xã hội mà đến với dân, với đồng bào vùng xa xôi thì cũng là những cái động viên giữa doanh nghiệp và bà con nhân dân ở cái vùng sâu xa của tỉnh. Chúng tôi thấy rất là vui khi mà mình đóng góp được một phần nhỏ bé của doanh nghiệp với nhân dân trong vùng. Và chúng tôi có những chương trình và toàn thể công ty và các tổ chức của công ty cũng đều có những cái kế hoạch để đưa ra cái chương trình đóng góp ủng hộ để nâng cao đời sống về với những bà con còn nghèo xa xôi. Những việc làm ý nghĩa vừa đề cập chỉ là một trong số rất nhiều hoạt động thiết thực mà cá nhân bà Nguyễn Thị Minh Đức và doanh nghiệp của bà đã thực hiện trong suốt nhiều năm qua, nhằm tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động. Với những đóng góp tích cực đó, cá nhân bà và tập thể doanh nghiệp đã được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có nhiều đóng góp trong cuộc vận động xây dựng mái ấm tình thương. Thưa quý vị và các bạn, trong công tác an sinh xã hội thời gian qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chafaco Sapa là một trong những đơn vị có nhiều đóng góp tích cực, góp phần tạo nên sự chuyển biến rõ nét trong đời sống sản xuất của nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương. Sapa, huyện Sapa là xã có trên 90% số hộ đồng bào dân tộc Mông và dân tộc Dao sinh sống. Sản xuất nông nghiệp ở địa phương trước đây còn mang nặng tính tự cấp, tự túc, manh mún, nhỏ lẻ, lạc hậu. Vậy nhưng khi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chafaco Sapa thực hiện phương châm phát triển sản xuất kinh doanh hài hòa với lợi ích của người dân, trên cơ sở xây dựng vùng nguyên liệu tại chỗ để bà con có điều kiện phát triển kinh tế, thì hầu hết các hộ dân ở Sapa đã đưa cây atiso và một số loại cây dược liệu khác vào trồng để bán cho doanh nghiệp, mang lại nguồn thu nhập bền vững, đời sống của bà con được nâng lên.
ở thế số này trước thì không làm lối thì không về được, nhưng mà làm cái ở thế số này mấy năm mới sống được dừng được, chứ cũng khổ phết đấy. Nhưng mà là cái ở thế số này thì dừng sống lại là hơn làm lố, làm một vụ để hơn lố chục vụ đấy. Đến hiện tại thì bà con cơ bản là cũng nắm được cái khâu kỹ thuật chăm sóc như là thu hái sản phẩm trên những diện tích trồng cây atiso. Trên địa bàn xã chúng tôi là có 3 thôn là tham gia trồng, thì đến hiện tại thì cái nhận thức của bà con là cũng được nâng cao lên, và cái đời sống bà con là cũng được nâng cao lên. Thế thì rồi là các cái hủ tục ví dụ như là chăn thả rông gia súc chẳng hạn thì bây giờ là cũng được củng cố. Không chỉ phát triển dược liệu ở Sapa, công ty Chafaco còn mở rộng diện tích vùng nguyên liệu ra thị trường Sapa và một số xã lân cận với tổng diện tích lên tới 100 hectare, đảm bảo chế biến cao atiso và một số loại sản phẩm dược liệu đặc hữu mang thương hiệu Sapa để cung cấp cho thị trường. Với việc đầu tư sản xuất theo chuỗi, từ trồng đến chế biến, tạo nhiều việc làm cho người dân, doanh nghiệp này đã không chỉ góp phần nâng cao thu nhập mà còn làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào. Cùng với đó, sản phẩm dược liệu thương hiệu Việt của công ty Chafaco ngày càng chiếm lĩnh thị trường, thay thế hàng ngoại nhập, đóng góp tích cực vào việc thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Sản xuất kinh doanh phát triển cũng tạo điều kiện để công ty tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, chia sẻ những khó khăn với đồng bào các dân tộc nơi doanh nghiệp đứng chân sản xuất kinh doanh. Công ty luôn hướng tới một cái sự phát triển mang tính bền vững. Đó là cái việc là người dân cũng được tạo được cái công ăn việc làm cho người dân. Thứ hai là cái thu nhập cho người dân một cách bền vững. Muốn làm được cái điều đó thì công ty phải đồng hành cùng với bà con nông dân trong cái việc là quy hoạch cái khu vực mà để trồng cái cây dược liệu, làm sao để cái vùng đất đó nó phù hợp với lại các cái cây dược liệu. Thứ hai nữa là hướng dẫn cho bà con về cái kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc và thu hái để đạt theo cái tiêu chuẩn GACP của Tổ chức Y tế Thế giới, tức là thực hành tốt cái việc trồng trọt thu hái cây thuốc theo cái tiêu chuẩn của thế giới. Và với cái việc đạt cái tiêu chuẩn này thì nó mới góp phần cho cái sự phát triển bền vững của cái cây dược liệu. Và nhờ thế thì cái công ăn việc làm của bà con mới được ngày càng ổn định. Với mục tiêu từng bước phát triển cây dược liệu thành cây trồng chủ lực của nhiều địa phương, đưa Lào Cai trở thành vùng sản xuất dược liệu trọng tâm của cả nước, tỉnh Lào Cai đang đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển các loại cây dược liệu. Và để thực hiện thành công mục tiêu này, rất cần đến những doanh nghiệp gắn kết với người dân như Chafaco Sapa. Chi nhánh ngân hàng HD Bank Lào Cai là một đơn vị mới được thành lập. Vậy nhưng ngay trong bước đầu tiếp cận, nghiên cứu, ổn định thị trường và hoạt động kinh doanh, đơn vị đã dành sự quan tâm chăm lo đặc biệt cho công tác đảm bảo an sinh xã hội. Mới thành lập và đi vào hoạt động trên đất Lào Cai từ 4 năm nay, phạm vi hoạt động còn nhỏ hẹp, đối tượng quan hệ tín dụng và sử dụng dịch vụ của ngân hàng này chủ yếu trên địa bàn thành phố. Vậy nhưng phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái, truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, ngay từ những ngày đầu đi vào kinh doanh, chi nhánh HD Bank Lào Cai đã nhiệt tình tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới nhằm chia sẻ khó khăn, chung tay cùng đồng bào vùng cao phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Công tác an sinh xã hội qua các năm thì chúng tôi cũng đều quan tâm, đặc biệt là hưởng ứng những phong trào của kêu gọi của Ủy ban Mặt trận của tỉnh cũng như là các chương trình của Ngân hàng Nhà nước cũng như là ngân hàng cấp trên. Có mỗi một đợt có một chương trình gì đó thì chúng tôi đều tham gia. Ví dụ như là năm 2014 thì chúng tôi cũng đã tham gia cái gala chương trình của Đài truyền hình tỉnh Lào Cai về chương trình Chắp cánh ước mơ, và ủng hộ với chương trình đấy là xấp xỉ là 30 triệu đồng để cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thế và 20 năm thì chúng tôi cũng đã tham gia những chương trình an sinh xã hội đối với cấp trung ương quản lý, ví dụ như là chương trình Cặp lái yêu thương do HD Bank chúng tôi tổ chức phát động.
Thế và đặc biệt năm 2016 thì mặc dù là chi nhánh số lượng cán bộ nhân viên đến thời điểm đó cũng chỉ được hơn 20 cán bộ, thế nhưng là chúng tôi cũng đã huy động được cái nguồn của cấp trên là hơn 100 triệu để ủng hộ cho ở tỉnh nhà. Tự chung lại, có thể khẳng định cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân Lào Cai không chỉ biết mải miết làm giàu cho bản thân mình mà đã thực sự thể hiện được trách nhiệm đối với xã hội, đồng hành cùng người dân Lào Cai trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Các phong trào an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phát động đã lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp Lào Cai. Từ những phong trào này, mỗi năm hàng chục km đường giao thông nông thôn được cứng hóa, hệ thống điện, trạm xá, trường học, nhà văn hóa được đầu tư nâng cấp. Nhiều diện tích cây trồng kém hiệu quả được chuyển sang các loại cây hàng hóa có giá trị kinh tế cao, mang lại nguồn thu nhập bền vững cho người dân. Từ sự hỗ trợ trực tiếp của doanh nghiệp về nhà ở, giống, vốn để phát triển sản xuất, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã vươn lên ổn định cuộc sống, hàng trăm em học sinh được nâng bước đến trường. Các doanh nghiệp cũng hỗ trợ nhiều chương trình y tế khám chữa bệnh cho người nghèo, mổ tim miễn phí, giải quyết việc làm cho con em các gia đình chính sách, xây dựng, tặng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, tặng quà Tết cho người nghèo, người có công, chăm sóc thương binh, bệnh binh, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công với cách mạng. Ngoài những cái doanh nghiệp lớn mà có thương hiệu, có tên tuổi, có trách nhiệm tham gia đóng góp Lào Cai vừa qua thì một số doanh nghiệp hiện nay nhỏ, chúng tôi gọi là bé nhưng bé hạt điêu, nhưng cũng đã có một cái tinh thần trách nhiệm rất là cao. Ví dụ vừa qua như ngân hàng cổ phần tư nhân HD Bank, rồi hai là công ty du lịch Trà Sơn, rồi hai nữa là doanh nghiệp dược liệu Trafaco, vân vân. Thống kê của Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh cho thấy, từ đầu năm 2017 đến nay, chỉ riêng các doanh nghiệp thuộc Đảng ủy khối đã tình nguyện đóng góp trên 50 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và công trình vì cộng đồng. Riêng Ngân hàng Công thương Vietinbank ủng hộ trên 40 tỷ đồng xây dựng cột cờ Lũng Pô tại A Mố Sung, huyện Bát Sát. Khách sạn Aristo ủng hộ 3,6 tỷ đồng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ủng hộ 1,7 tỷ đồng, cùng rất nhiều công ty, doanh nghiệp, đơn vị tham gia ủng hộ xây dựng nông thôn mới và các hoạt động từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ đồng bào vùng khó khăn. Đóng góp của doanh nhân Lào Cai không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp, mà cũng xây dựng hình ảnh doanh nhân vì cộng đồng, tăng cường mối đoàn kết giữa doanh nghiệp với người dân, đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Thực hiện các cái chủ trương, các cái nghị quyết của Trung ương cũng như của tỉnh, Đảng ủy doanh nghiệp thì lãnh đạo các doanh nghiệp thực hiện sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đem lại đời sống việc làm. Thì ngoài ra thì cũng cái công tác lãnh đạo thực hiện đầy đủ các cái nhiệm vụ của các doanh nghiệp, phát động các cái phong trào của Mặt trận Tổ quốc phát động, như là phong trào đoàn kết, xây dựng đoàn kết ở các cụm dân cư này, rồi phong trào tham gia đóng góp ủng hộ người nghèo này, rồi phong trào từ thiện nhân đạo vân vân. Tất cả những phong trào đây là phong trào xây dựng nông thôn mới. Thì các trong đảng bộ thì các cơ sở đảng thì các đồng chí, đặc biệt những người đứng đầu, trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên quan tâm tuyên truyền giáo dục, không những chủ doanh nghiệp mà đến người lao động đều đem với cái gọi là tấm lòng. Khi mà các địa phương rồi các cá nhân xảy ra các cái phong trào, khi cần phải huy động đóng góp thì đảng ủy các cái cơ sở tham gia đóng góp rất là tích cực. Kỷ niệm 70 năm ngày doanh nhân Việt Nam sẽ là dịp khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, đẩy mạnh phong trào đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân Lào Cai. Doanh nghiệp phát tài, Lào Cai phát triển, đó vừa là mong muốn, vừa là lời chúc mà những người thực hiện chương trình gửi tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Lào Cai. Chuyên mục Đại đoàn kết nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam do Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh phối hợp với Đảng ủy khối doanh nghiệp Lào Cai thực hiện xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.